Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiển hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tổ tiên báo mộng, nằm mơ trúng lớn, tiền của bao la, bạc vàng chất đầy két, giàu hơn trúng số. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, nếu toàn bộ cuộc đời con người được định sẵn thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm thay. Không có đấu tranh, không có cố gắng, không còn nỗ lực hay bền trí kiên tâm, may thay số mệnh chỉ là tương đối. Tâm người là phong thủy lớn nhất, đức năng thắng số, tâm định mệnh chuyển, suy cho cùng vẫn là cái cốt lõi của nhân sinh. Đối với một người, mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên, nhờ trí tuệ và cách sống. Năm tháng đã tôi luyện cho Nhâm Dần trở thành một con người thành thục, giàu kỹ năng, và có lẽ những thử thách đã tôi rèn cho Nhâm Dần sự can trường, không sợ hãi hay phai mờ mất phương hướng. Giờ đây cuộc sống đã ổn định hơn, không còn những lo toan về cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan, và sự lo toan lớn nhất là làm sao cho con cháu đủ đầy, chúng có thể bình an sống cuộc đời không vất vả, bon chen và khổ cực như ông cha chúng ta nữa. Vì vậy dù đã bước sang tuổi 63, nhiều người tuổi Nhâm Dần vẫn phải xông pha với đời để góp nhặt, tìm kiếm sự đủ đầy cho con cháu, hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp giữa cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi ấy. Suốt cả cuộc đời Nhâm Dần tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu. Cũng bởi ba điều kiện dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Nhâm Dần lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì can trường chịu đựng, có thử thách thì cười xòa một cái rồi nghiến răng nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua, và cuối cùng đất trời, thần linh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho bạn thứ mà bạn cần, một chút may mắn, thâm thuận, nếu Nhâm Dần xứng đáng. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ là đôi lời muốn tâm sự vậy, dặn dò vậy, để Nhâm Dần đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó, hay mất trắc con người thôi à, cuối cùng vẫn là Phật tại tâm. Nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé Nhâm Dần. Tuổi Nhâm Dần tức những người sinh năm 1962, thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can nhâm, mang tính chất của thủy, biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và sâu sắc, kết hợp với con giáp Dần, biểu tượng của sự mạnh mẽ, dũng cảm và uy quyền. Tuổi Nhâm Dần thể hiện một sự hòa quyện độc đáo giữa sức mạnh và sự nhạy bén, giữa quyết tâm và lòng trắc ẩn. Người tuổi Nhâm Dần thường mang cho mình một tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Họ có tinh thần lãnh đạo bẩm sinh và không ngại đối mặt với thử thách. Thiên can nhâm với yếu tố thủy giúp họ có thêm sự mềm mại và linh hoạt trong tư duy, giúp họ không chỉ kiên định mà còn biết cách thích ứng với những biến đổi xung quanh,
Họ có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách lập kế hoạch và dẫn dắt người khác đi theo hướng mà họ đã định sẵn. Những người tuổi Nhâm Dần thường rất tự tin và có lòng kiêu hãnh lớn. Họ không ngại đứng lên bảo vệ những điều họ tin tưởng, thậm chí sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của mình. Tuy nhiên bên trong sự mạnh mẽ ấy, họ cũng sở hữu một lòng trắc ẩn và sự nhạy bén sâu sắc. Họ biết cách quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh, tạo nên một sự cân bằng giữa cứng rắn và mềm mại trong tính cách. Mặc dù vậy, người tuổi Nhâm Dần cũng có thể trở nên khá nóng nảy và cứng đầu. Họ có xu hướng muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình và đôi khi khó chấp nhận sự khác biệt quan điểm. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Họ cần học cách kiềm chế cảm xúc và mở lòng hơn để đón nhận những ý kiến khác biệt trong hành trình cuộc đời. Người tuổi Nhâm Dần hiểu rằng sự mạnh mẽ và linh hoạt là hai yếu tố cần thiết để vượt qua mọi thử thách. Họ nhận ra rằng dù có kiên định đến đâu, nếu không biết linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh, họ có thể gặp phải những trở ngại không mong muốn. Họ học cách kết hợp sự mạnh mẽ với lòng trắc ẩn, biết rằng đôi khi một chút mềm mại và nhượng bộ sẽ giúp họ đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Người tuổi Nhâm Dần luôn phấn đấu để đạt được thành công, nhưng họ cũng hiểu rằng con đường dẫn đến thành công không chỉ là về việc biết chinh phục mà còn bởi sự học hỏi và trưởng thành. Họ biết cách rút ra bài học từ những thất bại và không ngừng hoàn thiện bản thân. Sự tự tin và kiên định giúp họ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, dù cho con đường có gập ghềnh đến đâu. Trong các mối quan hệ, người tuổi Nhâm Dần luôn cố gắng xây dựng sự tin tưởng và luôn tôn trọng lẫn nhau. Phải biết rằng sự đồng cảm và chia sẻ là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền vững. Họ luôn bảo vệ những người thân yêu của mình và sẵn lòng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho người khác. Người tuổi Nhâm Dần với sự kết hợp giữa mạnh mẽ và linh hoạt là hình ảnh của sự quyết tâm và lòng trắc ẩn. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ kiên định trong việc theo đuổi mục tiêu mà còn biết cách thích ứng với những biến đổi của cuộc sống. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh và lòng trắc ẩn đó làm nên sự khác biệt của người tuổi Nhâm Dần, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công và giàu lòng nhân ái. Tháng 8 âm lịch rơi vào khoảng thời gian từ ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 năm 2024 dương lịch. Tháng 8 âm lịch còn gọi là tháng Quý Dậu, nguyệt lệnh ở Dậu làm chủ, có 3 ngày thiên can Quý Thủy cai quản và 23 ngày địa chi Dậu Kim hành khiển. Có thể thấy tháng Quý Dậu có ngũ hành kim cực dựng, nếu những người mệnh thổ thì tiêu hao khá nhiều can khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn, càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ. Người mệnh mục vì thế chịu nhiều kiểm soát, khắc khổ, hà khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển. Nếu người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Từ mùng 10 tháng 8 âm lịch năm 2024, tuổi Nhâm Dần phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi Thái Lai. Bán mệnh nằm trong top con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở, ủng hộ. Đầu tháng 9 tài mang tới điểm công việc thuận lợi, cuối tháng thiên tài song hành giúp Nhâm Dần lên chức, tăng lương được trọng dụng. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Dần còn được các tinh tử vi che chở nên vận trình sự nghiệp thăng tiến, hanh thông. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu tăng tốc trở lại, các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa, gặp quý nhân trợ lực. Đồng nghiệp yêu mến cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Người làm trong lĩnh vực về tài chính hay bất động sản tỏ ra khá mát tay, có lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất mộc dục đất của đao qua báo hiệu chuyện tình khá thuận lợi. Có đối tượng chủ động tiếp cận với Nhâm Dần, nhân duyên khác giới dượng đào hoa phơi phới. Có điều đào hoa quá dượng, có thể là con dao hai lưỡi gây ra những rắc rối tình cảm, tình tay ba phức tạp. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, thời gian qua cô bác đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới cô bác một lời an ủi chân thành. Mong quý cô bác luôn giữ gìn sức khỏe trên đường đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý cô bác nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý cô bác. Quý cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. Tiếp theo, ngay đây xin mời quý cô bác đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 8 âm lịch,
Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, trong suốt cả tháng người tuổi Nhâm Dần sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bật vất vả. Tuổi Nhâm Dần thường cảm thấy muốn bắt tay vào làm rất nhiều việc vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng và cơ hội, không lúc nào muốn để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Nhâm Dần chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thực sự tối ưu. Bản mệnh cần phải nắm bắt được ưu điểm và nhược điểm của mình để có cách phát huy cũng như khắc phục hợp lý thì mới có cơ hội đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng trong nhiều tình huống. Trong tháng không phải lúc nào cũng thuận lợi, có thời điểm nhiều hung tinh hội tụ nên công việc của bản mệnh vốn nhiều khó khăn, gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại thêm tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Những lúc như vậy, bản mệnh làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị, không nên dễ dàng tin theo lời nịnh bợ hoặc rủ rê của người khác. Bản mệnh đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Tử vi các tinh ở bên trợ lực, con giáp này có quý nhân chỉ lối, dẫn đường, bản mệnh bình tĩnh và tự tin hơn khi xử lý công việc. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, với hiệu quả công việc cao, bản mệnh vẫn lấy lại được lòng tin nơi cấp trên. Hơn thế nữa, những người tuổi Nhâm Dần còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Theo phi tinh tháng, con giáp này nên đặt tháp giăng xương trên bàn trong phòng làm việc của mình. Tháng 8 âm lịch này, vị trí Tây Nam là phương vị tốt cho sự nghiệp, có thể lựa chọn làm hướng phong thủy tốt. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng vận khí trong tháng mới thật sự khởi sắc, cuộc sống của bản mệnh trở nên suôn sẻ tuyệt vời hơn, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Nhờ có quý nhân phụ trợ và thần tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Nhâm Dần dường như được bùng nổ, có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về khá dồi dào, bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội kiếm tiền về cho mình. Cả chính tài và thứ tài đều xuất hiện cho thấy con giáp này có nhiều nguồn thu linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những Nhâm Dần làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn, với những đơn hàng tới tóp bay về. Riêng người làm về bất động sản hay những lĩnh vực liên quan đến tài chính thì lại quá may mắn, khiến bao người thèm muốn. Đối với những người làm công ăn lương, công việc của họ vẫn luôn suôn sẻ, thu nhập ổn định như các tháng, nhưng có thể họ sẽ có thêm một khoản tiền thưởng vào cuối tháng. Đối với những người làm về lĩnh vực kinh doanh, Nhâm Dần sẽ nhận được một số lời mời hợp tác, và nếu biết cách nắm bắt, con đường tiền tài phía trước vô cùng rộng mở. Dường như Nhâm Dần chạm tay vào bất cứ việc gì cũng biến thành tiền bạc, lộc trời ban chẳng chạy đi đâu được. Tuy nhiên, thương quan cũng nhắc nhở con giáp này nên tập trung làm việc, tránh sa đà vào việc hưởng thụ, nếu không cơ may kiếm tiền đã qua là sẽ chẳng quay trở lại đâu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch rơi vào tuyết bạch lộ, lịch âm dương có ghi chép lại. Tên bạch lộ có nghĩa là nắng nhẹ, biểu thị tiết thay đổi, nhiệt độ khí hậu là tiết thứ 3 trong mùa thu, cũng là tiết thứ 15 trong năm. Tiết này cũng là thời điểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Đây cũng là hiện tượng báo hiệu đã sắp đến niệm trung thu trăng sáng. Sau tiết bạch lộ, nhiệt độ không khí sẽ còn giảm xuống nhiều. Hơn nữa, cuộc sống con người có sự thay đổi vì làm việc thường muộn hơn thời điểm mùa hạ, vì lượng sương mù bao phủ, nên gây khó khăn cho việc giao thông, nhất là khu vực miền núi. Không những vậy, sức khỏe con người chỉ bị ảnh hưởng xấu, không nên phơi quần áo ngoài trời ban đêm, vì quần áo phơi trời nắng trước bức xạ mặt trời thì có thể tiêu diệt vi khuẩn cứng. Quần áo có mùi thơm hơn khi phơi sương ban đêm. Từ sau tiết bạch lộ thì khi sử dụng có thể bị ho, thậm chí còn hại cho da, vì hợp chất bột giặt không được phân giải hết các bệnh về hô hấp xương khớp, cảm cúm rất dễ mắc phải. Đặc biệt lịch dạng sự viết rằng sau tiết bạch lộ, nhiều người rất cần giữ gìn sức khỏe, tránh đi đêm, dễ nhiễm sương lạnh mà mắc bệnh. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần nên mặc ấm, hạn chế tắm nước lạnh, sử dụng thực phẩm giàu chất béo và vitamin để tăng cường kháng bệnh và chịu lạnh. Ăn uống một số thực phẩm tốt cho hô hấp như mật ong, ô mai cũng nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người.
Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, về chuyện tình cảm thì người tuổi Nhâm Dần là một người sống rất chân thành và đáng để dựa dẫm. Nhâm Dần luôn đề cao nhân cách và lương tâm. Tuổi Nhâm Dần hấp dẫn người khác bởi một tâm hồn vô cùng nhân hậu. Người có gia đình thì mẫu mực và coi trọng gia đình, luôn lý trí trước những lời ong bướm ngoài xã hội, là người nhiệt thành và biết phân biệt thị phi, nên không khí trong nhà luôn luôn đầm ấm. Căn cứ tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 8 âm lịch này, chuyện tình cảm vượng, nhờ có thiên tài tinh che chở nên người tuổi này rất giỏi trong công tác tư tưởng và giao tiếp. Sự khéo léo trong cư xử giúp người tuổi Nhâm Dần có thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Tuổi Nhâm Dần cũng là người thích giúp đỡ và chăm sóc người khác, nên được nhiều người giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác tuổi Nhâm Dần đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường tử vi gán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần mới trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Nhâm Dần cho thấy, công việc vẫn diễn ra như thường lệ, có điều khác biệt chỉ là Nhâm Dần được giao thêm trọng trách mới nên có chút áp lực. Bản mệnh phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn, nhưng vẫn lại tỏ ra hăng hái và nhiệt tình. Hơn ai hết, bản mệnh biết rằng thách thức luôn kèm theo cơ hội để khẳng định năng lực bản thân. Tuần này, người kinh doanh buôn bán có vận tài lộc tốt, gặp được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, sự trợ giúp này chủ yếu mang tính chất tinh thần. Muốn thành công vẫn phải dựa vào sự quyết tâm và ý chí phấn đấu của bạn là chính. Nhưng song hành với quý nhân luôn có kẻ tiểu nhân rình rập, đòi hỏi người tuổi Nhâm Dần phải hành sự hết sức cẩn thận và khéo léo hơn. Có như thế mới tránh được họa khẩu thiệt thị phi, không buông vào những chuyện rối ren phức tạp. Trong tuần này, bản mệnh có thể chủ động hợp tác làm ăn với người tuổi Hợi hoặc tuổi Tý. Cả hai bên đều có cơ hội phát tài phát lộc, vì có thể bổ trợ ăn ý cho nhau về cả tinh thần cũng như tài chính. Vận trình tình cảm trong tuần của tuổi Nhâm Dần vẫn giữ ở mức hài hòa, không có gì đáng lo ngại. Nếu có cũng chỉ là những giây phút giận hờn cãi giả du dơ mà thôi. Không ai nắm tay cả ngày được, tình yêu cũng thế, cũng có những lúc thăng trầm khó tránh. Nhưng chung quy lại khi cả hai vẫn hướng về một phía, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Quý nhân là tuổi Hợi, tuổi Dậu và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn đỏ, vàng. Con số may mắn 88, 46, 70 và 22. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Xét về tổng thể thì vận thế tuần mới của người tuổi Nhâm Dần khá hanh thông, những việc còn tồn đọng trước đó được xử lý ổn thỏa. Thậm chí những dự án tưởng chừng không thể thực hiện được lại thu về kết quả bất ngờ. Nhờ thiên quý các tinh chỉ đường dẫn lối, giác quan thứ 6 của người tuổi Nhâm Dần nhạy bén vô cùng, giúp bạn đưa ra những phán đoán hay dự đoán chính xác. Trong công việc đem về tin vui và thành công nối tiếp nhau không ngừng, thiên quyền quý nhân còn mang tới nhiều mối quan hệ xã giao lý tưởng, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần thêm vững. Chắc nhiều khả năng bạn sẽ gặp và thậm chí kết thân với người quyền cao chức trọng, tiền đồ sau này càng thêm tươi sắc. Người làm chủ kinh doanh buôn bán có một tuần tài chính cực vượng, nguồn thu dồi dào rất đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, Nhâm Dần nên tránh hợp tác với người tuổi Mùi hoặc tuổi Ngọ. Mâu thuẫn hay tranh chấp về lợi ích tiền bạc sẽ khiến hai bên đều bị tổn hao tài sản nhất định. Vận trình tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong tuần thuận lợi đủ đường. Trong tuần này, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện hỷ sự của con cháu hoặc chuyển chỗ ở mới. Người độc thân được thiên phúc các tinh chỉ đường dẫn bước, dễ tìm được nửa kia ưng ý. Điều quan trọng là Nhâm Dần cần chủ động nắm bắt cơ hội, nếu lưỡng lự sẽ khiến bạn phải nói lời hối tiếc. Thiên quyền còn mang tới đối tượng vừa có quyền, vừa có thế, người tuổi Nhâm Dần tha hồ mà lựa chọn. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh, trắng.
con số may mắn 26, 59, 44 và số 03. Sau đây là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của tuổi Nhâm Dần thấy rằng, vận thế tổng quan chuyển biến tích cực, các phương diện trong cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều. Trong công việc, Nhâm Dần tự tin phấn chấn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhờ vào sự nỗ lực của bản thân cũng như sức mạnh hỗ trợ lớn từ thiên quyền các tinh, cơ hội tăng lương hoặc thăng chức trong tuần này rất lớn. Ngoài việc bản thân tự phát hiện thấy khả năng tiềm ẩn, điều mà trước kia bạn chưa từng nghĩ tới, hàng loạt quý nhân, đặc biệt là các bậc đàn anh, đàn chị sẽ giúp Nhâm Dần tìm ra giới hạn bản thân, tạo bước đột phá mới trong sự nghiệp. Người làm chủ doanh nghiệp đón nhận nhiều tin vui về tài chính, thiên quý các tinh mang tới những đối tác tin cậy và có tiềm lực kinh tế vững mạnh. Vì thế, khi ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn, bạn đừng tỏ vẻ hoài nghi hay do dự kẻo sẽ để tuột mất khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, Nhâm Dần có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao ở các ban ngành chính phủ, nhờ thiên quyền dẫn đường chỉ lối. Khi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, chắc chắn sự nghiệp của Nhâm Dần còn tiến xa hơn nữa. Cuộc sống gia đình có biến động lớn, có thể Nhâm Dần sẽ chuyển chỗ ở mới, con cháu đi du học xa, nhưng hội tụ chung lại đó đều là những việc đáng mừng, không có gì phải lo lắng. Tuần này là thời điểm lý tưởng đối với người tuổi Nhâm Dần thoát khỏi sự đeo bám của cô đơn. Nhân lúc được đào hoa các tinh chiếu mệnh, Nhâm Dần hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ và tìm cho mình tình cảm đích thực nhé. Nếu có thể, hãy đi về hướng Đông Nam, Nhâm Dần dễ dàng tìm thấy nửa kia của mình hơn. Về mặt sức khỏe trong tuần này, người tuổi Nhâm Dần nên chú ý bảo vệ đôi mắt của mình. Nếu vẫn duy trì thói quen thức quá khuya, bạn khó tránh khỏi tình trạng mỏi mắt, thậm chí viêm giác mạc. Quý nhân là tuổi Sửu, tuổi Tý và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn nâu, vàng. Con số may mắn 68, 45 và 37 tử vi. Tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần cuối tháng của 12 con giáp nhận thấy rằng người tuổi Nhâm Dần sẽ đón nhận một tuần mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Công việc thuận lợi, làm đâu thắng đó, cầu lộc phát lộc, cầu tài được tài, vạn sự hanh thông. Sự linh hoạt trong cách xử trí mọi việc giúp bạn tăng gấp đôi năng suất làm việc, lãnh đạo đánh giá cao. Thậm chí còn đề bạt tăng lương cho Nhâm Dần để buổi họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao được diễn ra suôn sẻ. Nhâm Dần nên tìm hiểu trước tuyến giao thông mình sẽ đi, tránh tình trạng bị ùn tắc rồi tới trễ gây ấn tượng xấu cho mọi người. Người làm chủ kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn trong tuần, việc lớn việc nhỏ đều thuận buồm xuôi gió, không những sản phẩm mới ra mắt thành công, mà doanh thu đạt được cũng nằm ngoài sức tưởng tượng, danh tiếng của Nhâm Dần lan rộng, thậm chí còn được truyền thông để ý tới. Tài vận trong tuần cực kỳ hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh giúp người tuổi Nhâm Dần không phải lo nghĩ gì nhiều. Gia đình Nhâm Dần có thể lên kế hoạch đi chơi xa hay đơn giản là mua sắm những món đồ nội thất gia dụng cần thiết trong nhà. Theo đó tình cảm gia đình càng gắn kết mặn nồng. Tuy nhiên bàn tay có ngón dài ngón ngắn, vợ chồng tranh cãi đôi ba câu là chuyện nhỏ nhặt, không phải quá bận tâm, chỉ cần Nhâm Dần dành nhiều thời gian cho gia đình. Cố gắng hiểu mỗi thành viên một chút thì ắt sẽ tìm ra cách hay để chèo lái tổ ấm nhỏ bé của mình tới nơi an lành, tốt đẹp. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng được cải thiện đáng kể. Người tuổi Nhâm Dần nên chủ động quan tâm tới các bậc trưởng bối, mọi rắc rối rồi sẽ được tháo gỡ. Người độc thân dượng dận đào hoa, nhân duyên tốt nên không khó để tìm được đối tượng ưng ý. Tuy nhiên đừng nên biểu hiện cảm xúc một cách thái quá hoặc gượng ép kẻo bạn sẽ để tuột mất mối lương duyên hiếm có. Quý nhân là tuổi Tỵ, tuổi Tý và tuổi Hợi. Tiểu nhân nhân là tuổi Tuất, tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, đỏ, xanh. Con số may mắn, 90, 88, 27 và 63. Bí quyết cải mệnh của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 8 âm lịch này. Quý vị thân mến, Đức Phật chỉ ra những thứ không thể trường tồn, nói rằng con người dù giàu có và quyền lực đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở nên suy đồi. Tục ngữ có câu, phú quý không qua ba đời, chỉ có làm việc thiện và tích đức tư từ đời này sang đời khác mới có thể duy trì sự thịnh vượng và phú quý cho con cháu. Chúng ta có tâm tham lam, có được thì càng mong có nhiều hơn nữa,
Có nhiều rồi thì mong những thứ mình đang có trường tồn mãi mãi. Do đó không bố thí thì của cải sẽ không tồn tại lâu dài. Nghèo rồi sẽ giàu, giàu rồi cũng có thể nghèo. Không có điều gì nói trước được cả. Cũng giống như hôm nay bạn vui, ngày mai bạn buồn. Cuộc sống không vì thế mà lại thay đổi. Phật dạy bởi nguyên tắc của sự giàu có khuyên bạn: đừng tự hào dỗ ngực nói rằng mình có thể giàu có mãi mãi, bởi không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Thay vì tham lam lo ôm của cải khư khư cho riêng mình, thì nên tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ tích đức hành thiện, cố gắng hướng con cháu đến sự thiện lành, thì mới giàu có bền vững được. Người trẻ hay già đều cần được giáo dục nghiêm khắc, biết coi trọng đạo đức hành vi của bản thân, để biết cách gìn giữ cơ nghiệp của tổ tiên mãi bền lâu. Không ai có thể nắm chắc được tương lai ra sao, chỉ có vận mệnh là thay đổi theo tính cách, hành vi, lối sống ác hay thiện của mỗi người mà nhận phúc báo hay quả báo mà thôi. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả đã trong những chương trình lần sau.